đã mất chút thời gian vàng ngọc của mình. Vâng, trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để ra mắt đến toàn thể quý vị khán khách trong buổi trưa hôm nay nhé. Vâng, xin mời đại gia đình chúng ta di chuyển lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay đó. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để đại gia đình ta di chuyển lên sân khấu, quý vị ơi. Vâng, xin chào, mời đại gia đình ta di chuyển lên sân khấu ạ. Trên sân khấu này là gia đình chúng ta, là một ngôi nhà khang trang to lớn đến vui ơi. Đại gia đình ta để tỏ lòng kính thành thì đại gia đình ta sẽ cúi đầu thật sâu để cảm ơn toàn thể quý vị con khách đã mất thời gian đến dự ạ. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, và ngày hôm nay đây là một ngày đẹp trời. Gia đình long trọng tổ chức buổi lễ mừng lễ tân gia Đại Cát, ra mắt nhà mới của gia đình ông Lò Văn Sam và mẹ Lò Thị Inh và con trai Hoàng Thu, con dâu Thu Tâm. Hôm nay là ngày 18 tháng 1 2023, chắc là ngày 27 tháng 12 năm Dần Dần. Gia đình long trọng tổ chức buổi lễ tân gia để mừng ngày lễ tân gia, để giới thiệu nhà mới đến toàn thể quý vị con khách. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nhất quý vị ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, quý vị trân trọng và quý mến, đi được một ngôi nhà khang trang như trong buổi trưa nay chúng ta nhìn thấy không? Gia đình chúng ta gom góp tần tảo, vợ chồng gia đình chúng ta mới góp được tiền, và gom góp được tiền để xây nhà khang trang như trong buổi trưa chúng ta nhìn thấy đấy quý vị ơi. Ngôi nhà không phải là che nắng che mưa, mà là tổ ấm hạnh phúc sau những công việc mệt mỏi chúng ta về ngôi nhà tổ ấm hạnh phúc. Xin bà mẹ phi năng lọc, phải cử chi bà phi khó tay tí. Vì xin qua cửa xương của mỹ hải em mỹ ai qua cửa tài quát tài xương rồi kiếm mà hà lại đằng sau hơn giả là cửa mồm leo leo bất kỳ sẹp bò sẹp me sẹp ải sẹp mỡ mới đi mỡ rồi chẳng con nào hơn mỡ liền vừa thỏng phát lầu đừng mắc cáo mới comment bên lòng bản tẩy na nửa buôn bản cùng cuống lắc năng táng tì bầm mé hao cắn mắc muôn hòm khỏi sao tăng nào tây hương với mi sở vườn xưa bò mẹ bên lòng họ còn khắm kín tự nhiên muôn hòm ở vùa mía tây hương thao mới đi lấy tòi lắc phở trời món đó comment bên lòng đâu xin comment bên lòng nào khỏi cửa xương báo cáo xin đi qua. Và cả sứ ngải im ý ai cả tài hoa tài xương cả kiếm mà hà lầy phải hỏi ngất chiêu sư lách mương mí sư xì mương tay nếu mà lắp dày biển hơn làng quả các bà mẹ phi năng ơi và bỏ nữa đi bỏ chiếc tặng tay chiếc tặng sẽ bỏ lời lết bà mẹ phi năng ơi chiếc tặng sẽ càng chằn lông én được qua chiếc tặng sẽ càng tèn lông non chiếc tặng sẽ càng con lông rú chiếc tặng sẽ càng cù lông lồi bỏ chiếc tặng ta le ta cỏ mắt cứ mi lán hong le ta tay mình cứ mi tao sụp lòng chỉ có sàng phẳng lòng mi lán và bằng lên xuống ơi cả sứ ngải im ý ai mà ta kiếm mà hà lầy phải hỏi con treo chứ mà hạ lại mấy ủi mấy ngốc mấy chốc mà sốn luông đà hi mà tại gờ ship lại sao ba ngang luông quảng vẫn ở ship ba bài chắc ở xài của phía năm thứ tuổi là chẳng mất giáp ẩu phiêng cho đi mà chẳng ẩu cùng nhìn tráng mương có bay xe máy cày ưu tìm ẩu xi mất dài ô tô tải ẩu sai mất to mà có bay phía nào ơi chơi cho ẩu cùng nhìn mất lắp xài biển hương làng quảng biển hương làng quảng càng mương có bay nước xài càng mương bơ hiến nước bóc hình chẳng khăn sông hè bóp biển đất xuống ơi con lời cái hiền của chiếc cáo vang sừng nhầm vẫn bóc hình chắc khăn sẽ nghe bóc bền bóng mẹ phía nào cần tông mưa bóng mẹ phía nào ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin bóng mẹ phía nào ngọt cửa muôn ế mất ngay tay hương hơ cờ cảm ơn bóng mẹ phía nào hâu nhanh à áo cắn má chốt kìm chôm buồn máu của mi sẵn gần xưa và đại diện tay hương cửa chiếc mi khót nâng sóng trường bày cảm ơn bóng mẹ phía nào hâu nhanh à má muôn hòm. Cái cờ sang khỏi luôn khỏi làn cái cờ không biết con không nọ sao mới đi cái cờ có luôn có làn và đi lên tàu rồi sang bốt to hơn nè quá đại yên ta muốn cả phản lũ nó bàn phương để phải về bãi cạn mà tủng tôm sang muốn đúng có làn cái cờ không biết con mà ngày xưa và chung hợp muốn đại yên bàn phương và bố già và cả khăn mình chứ thì chỉ phải tay mới làn đấy nọ mẹ phi nào nọ có buồn ế mất ngay tình cảm của mẹ phi nào không ma tê cử không biết sáng sánh nổi là của mẹ phi nào ơi tây hương ơi cử trò bánh trúc từng tên tâm bón là có ma ơi cử giản bò họ tên tâm nghe tây hương cử chi biết chén lọc họ chẹp nơi ma bay
chúc họ phô mai pin nong hau và cửa hào hàn khăn may phí máu phô mai pin nong hau cả nà răng nó nói được hai lẩu cá nở cho mừng và chén lẩu buồn đừng coi tây hơn phô mai nữa. Mời quý vị chúng ta rót rượu đã để ban tổ chức sẽ là cầu nối giữa toàn thể quý vị quân khách và đại gia đình chúng ta. Em xin lễ hôn này quý vị nhá, 1 2 3 rô 2 3 chúc mừng tân gia 2 3 cạn nhé quý vị nhá. Vâng quý vị chúng ta rót rượu hết rồi quý vị ơi, quý vị rót rượu đi quý vị ơi. Ban tổ chức xin quý vị 3 giây ạ, quý vị 3 giây ạ, quý vị chúng ta ngửa cùng nhau rót rượu đã. Quý vị sẵn sàng cho quý vị ơi, 1 thôi để hôn lại nhá, em xin giải nói lại nhá, 1 2 3 rô 1 2 3 chúc mừng tân gia 1 2 3 cạn nhá quý vị nhá. Quý vị ơi, 1 2 3 rô 2 3 chúc mừng tân gia 2 3 cạn nào hắn ơi, tôi phải lòng đâu nào chưa mến đâu, tôi mến đâu nào hành đâu. Em muốn lấy mừng lại nó khỏi cờ lấy mất diệt tàng nà tàng tà xưng của mía ông bà em của mít tàng ở xưa có tàng nà xưng của diệt chương trình mà chúc hợp của mẹ phía nào hâu tàng người sau hơn giả có môn nào là hóc thử mắt non là con thử mắt rú cứ nóng thử má mà má về thầu ké thử má mặn má dưng lông nhớ quán cho con lông ọt quán cho trai lì tương giảo hảo tinh hơn đâu của mía người ai cũng bảo của mía em ơi của mẹ phía nào có cả chín mét ơi. Vâng, xin trân trọng đại diện chúng ta, gia đình chúng ta sẽ di chuyển đến từng bàn tiền để nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ toàn thể quý vị khán khách đến từ buổi trường ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng đại gia đình ta di chuyển xuống.